Xin giới thiệu cả nhà, đây là cây bơ nhá. Đây gốc nó đây này. Cây bơ này. Mình giới thiệu qua luôn, cây bơ này là năm trước mình ở Hà Nội, năm trước cách đây khoảng chục năm mới là lên Sơn La chơi. Thế là mua ở trên đấy hai cây bơ về trồng. Thì ngày đấy cũng không biết nên một người người ta xin mất một cây. Thế mình chỉ còn một cây mang về trồng và bây giờ nó to như này đây. Mà cũng hơn 10 năm rồi. Nó chưa lần nào ra quả. Năm trước nó cũng được một lứa quả, nhưng quả nó bé tí bằng cái ngón tay này. Thế là trên này không được ăn. Đến năm nay thì năm ngoái mình cắt bỏ một số cái cành. Đến năm nay nó ra rất nhiều quả. Năm nay ra rất nhiều quả nha các bạn nhá. Đấy, quả rất nhiều. Nhưng mà nó lại là sau khi mình thấy nó không lớn được từ đầu năm đến giờ. Sau khi 6-7 tháng nó không lớn được thì mình lên mạng mình hỏi các bạn ở trong miền trong. Thì các bạn ấy nói là đây là bơ giống bơ đực. Và mình vào Google và YouTube mình search tìm hiểu thì đúng là bơ đực thật. Cái quả nó bé tí. Đấy, quả nó bé tí ra đây mình sẽ quay sát. Quay sát cho các bạn xem nhé. Đấy, cây bơ rất là khủng khiếp nhé. Cây bơ to lắm luôn. Cây này mà quả mà ok thì ăn bét nhè luôn. Đấy, mình thì trồng chủ yếu là mình để trồng trong vườn để lấy bơ ăn thôi. Đấy, nhưng mà không ngờ nó lại khó đến như vậy. Đấy, thấy không? Tán ấy, tán lá. Các bạn nhìn thấy rất là nhiều quả nhá. Lên đến tận ngọn này. Quả nhưng mà nó không phải là quả chùm, mà là quả đơn lẻ. Hiện tại thì các quả của nó đang bằng khoảng một ngón tay. À, đây có một quả rơi rụng nhá, ở đây mình quay cho các bạn xem cái quả rụng này. Đấy, quả rụng này thì bé quá. Đấy, quả rụng này này bằng, các bạn nhìn này, bằng một ngón tay, nó nhỏ hơn ngón tay này. Như bằng ngón tay út của mình này. Ngón tay trỏ. Đấy, được bằng hai đốt ngón tay. Quá bé luôn. Quá bé cho một. Ui ôi, trái bơ. Đấy, bơ đực. Nếu mọi người bảo nó ăn rất là ngon thì mình không biết đâu. Có thể mình sẽ cũng sẽ phải ăn. Rồi. Tiếp tục nhá. Đây này, quay này. Đấy. Trái này đấy các bạn ơi. Đấy. Trái bơ đực đấy. Đây này, hai quả nhá. Hai quả nhưng mà nó chỉ bằng ngón tay thôi. Cái này nó cũng bằng ngón tay rồi này. Hai quả này thì dài bằng cả một ngón tay đấy. Chứ không phải đùa đâu. Đấy, cũng tương đối ổn đấy. Cao quá. Cái bơ này thì khủng khiếp rồi. Đây, quay cái gốc cho các bạn nhé. Cái bơ này thì cái khủng khiếp luôn. Cái vành của nó thì, đây gốc. Gốc vành các bạn nhìn này. Găng tay của mình là, găng tay mình là 22 nhá, 22 phân mà đây. Hết gang mà mới được có một góc này. Thì cái vành này nó phải đến hàng mét luôn. Đấy, gốc khủng luôn. Mỗi tiếc là không có trái đây. Năm trước mình cắt cành ấy nhá. Mình cắt cành đây thì xong bắt đầu nó mới bật trái. Bật trái nhưng mà nhiều trái phết. Nhìn ở trên hiện tại là rất nhiều trái. Đó. Cái bơ này thì nếu mà như mình tham khảo trên các cái nhóm, trên diễn đàn, các cái nhóm hội nông dân ấy và những người trồng bơ ấy, thì mọi người bảo là khả năng là phải ghép. Ghép một giống bơ khác. Thì trước, ui chín ngọn xài quả quá kìa. Trước thì mình cũng cứ nghĩ là nó giống bơ là nó hoa lượng tính, cho nên là phải có hai cây thì nó mới có quả. Thì mình bên kia mình đã trồng thêm một cây kìa, nhưng mà nó chưa có hoa. Mà chả hiểu nào, cây to cao hơn kia cũng phải đến 5 mét rồi mà vẫn chưa có hoa, có quả gì cả. Đấy. Wow, trên ngọn nhiều quả quá kìa. Đấy nha, mình zoom lên ngọn cho các bạn xem này. Đấy, đấy, quả đấy. Đấy, thấy chưa? Trên ngọn rất nhiều quả luôn nhá. Đấy.
Các bạn thấy chưa? Đấy, quả rất nhiều luôn. Ủa, sai quả quá. Thế mình nói lại tiếp là, tức là mình tham khảo các bạn thì các bạn bảo là như vậy. Cái thứ hai nữa là bây giờ ghép một giống bơ khác vào. Có bạn thì bảo đây là giống 304, là giống bơ này nó bị không thụ phấn được. Mình trước là nghĩ là nó không có hoa, không thụ phấn được cho nên là nó bị hỏng. Đấy, nhưng mà bây giờ lại mọi người lại bảo đây là bơ đực. À, đây thêm được quả nữa. Đấy, quả nhiều lắm các bạn ạ. Quả nhiều tuyệt vời luôn. Các bạn bảo là trong Sài Gòn là bây giờ là đang mốt bơ đực và mọi người là đang đi mua bơ đực này rất là nhiều, bởi vì thấy bảo bơ này rất là thơm ngon. Bơ nó cũng chưa chín nên mình chưa ăn thử cho nên không biết là mức độ nó ngon nào được. Đấy, mọi người bảo bơ này rất ngon. Thấy trong Sài Gòn là lên báo nhiều lắm, kênh YouTube rồi trên báo điện tử, ở trên mạng thấy nói rất nhiều. Thế mình cũng hy vọng nó là một cái cây bơ đực ngon, có thể là ít quả và năng suất không cao. Thế nhưng mà nếu mà vặt xuống mà cứ được vài cốc bơ sinh tố là ok rồi, gia đình là phấn khởi rồi. Đây quả đây. Đấy, quả này thì nó, quả này đây to hơn ngón tay nhá. Quả này to hơn ngón tay. Mình cứ để đến lúc nó thực sự là nó chín lên xem là nó như nào. Đây. Ồ, đây quay quả này nhá. À, đây, quả này thì bằng ngón tay cái đấy các bạn. À, nó đu hết xuống này. Thế còn đây quả này cũng bằng ngón tay cái này. Hơi tối nhá, hơi mờ. Ánh sáng dưới bóng cây mà các bạn. Dưới bóng cây nó không có ánh nắng nên là nó hơi tối. Đấy, đây hai quả, ba quả. Đấy, rất là nhiều quả. Đó. Ở cái vùng đất này thì mình ở đây là Hà Nội nhưng mà nó là thuộc địa bàn huyện Ba Vì. Đó. Cho các bạn ngắm núi Ba Vì kìa. Đấy, các bạn nhìn thấy núi Ba Vì chưa? Thấy không? Đấy là núi Ba Vì nhá. Cây bơ này mà quả nó mà ra đúng như bình thường thì thôi rồi luôn. Không biết là phải được bao nhiêu tạ. Nhưng mà phải nói là sai. Quả phải nói là sai. Đứng dưới gốc mình nhìn thấy bao nhiêu quả. Quả nó cứ đu ở trong cành. Ui, nhiều quả lắm các bạn ạ. Thấy chưa? Đó. Cũng tới đây rồi, có thể là mình sẽ ăn thử xem là đợi nó chín thì ăn thử, xong rồi mình sẽ chốt cái phương án là xem là có khi là mình sẽ chấp nhận mình cắt và mình ghép. Nhưng mà cái khó ở trên vùng này là để có cái cây bơ giống ghép tìm khó lắm. Ở trên này ít người trồng, không có ai ghép. Nhưng nếu phải như miền trong của các bạn chuyên trồng mơ thì ghép lại từ lâu rồi. Có thể ghép trên thân này 2-3 giống vào là ok đúng không? Đấy các bạn thấy chưa? Núi Ba Vì đang mây. Nhà núi Ba Vì. Đấy, mây ấp núi. Đây là ngọn cây bơ nhá. Ngọn cây bơ đấy, cao hơn cả núi Ba Vì. Đấy, đùa thế thôi, ở đây là ở vị trí quay thì nó mới cao thêm thế. Đấy. Đấy, góc quay này nhá. Đấy, cây bơ đấy bạn ạ. To lắm luôn. Nhưng mà chỉ tiếc nó là bơ đực. Bây giờ tạm thời gọi nó là bơ đực. Mai mốt đây có cây bên cạnh này. Cây bên cạnh này nó có hoa thì thử xem là nó thụ phấn có đảm bảo hơn không. Có thể lúc đấy nó sẽ đảm bảo trái thì mình sẽ không việc gì phải chiết lại cả. Còn nếu không thì mình bắt buộc phải chiết rồi. Đó. Cái bơ thế này mà phí thật.
Thật là tiếc luôn. Đó. Cảm ơn các bạn đã xem video nhá. Nhớ bấm kênh đăng ký để ủng hộ mình nhá. Và các bạn nếu mà thạo về cách làm bơ, có thể là comment ở bên dưới là tư vấn cho mình là cái cách làm sao để bây giờ nó đậu quả. Và bây giờ cho mình hỏi là cái cây bơ này của mình nó đang bị tình trạng làm sao, nó có phải là bơ đực không, và nếu mà là bơ đực thì xử lý làm sao để cho nó ra trái, để có trái ăn nhá. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Bạn nào mà tư vấn được cho mình mà mình xử lý mà nó chuẩn được thì mình sẽ rất là cảm ơn. Thế còn nếu mà có các bác anh chị nào mà ở khu vực Hà Nội mà chuyên làm bơ, mà có thể đi ghép được bơ, thì có thể là liên hệ, comment liên hệ với mình ở dưới, để lại số điện thoại thì mình sẽ liên hệ và mình nhờ ghép cho cây bơ này của mình. Tất nhiên là mình sẽ trả công đầy đủ. Xin cảm ơn mọi người.